Mến chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 30 tháng 12 năm 2023 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số tin vắn đáng chú ý sau đây. Thị trường đang cân đối cung cầu nhưng một số công ty chăn nuôi cho biết giá bán có thể sẽ được điều chỉnh trong thời điểm cuối năm. Cụ thể, Giá heo hơi của công ty chăn nuôi CP Việt Nam đã tăng lên mức 53.000 đồng một kg trên cả nước theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ước tính tổng đàn heo của cả nước đến thời điểm cuối tháng 12 năm 2023 tăng khoảng 4,2% so với cùng thời điểm năm 2022, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng cả năm ước đạt 4,8 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đánh giá của các hộ nuôi heo, 33,73% số hộ trả lời rằng giá bán cao hơn giá thành sản xuất, 48,27% số hộ trả lời giá bán tương đương giá thành sản xuất, 11,16% số hộ trả lời giá bán thấp hơn giá sản xuất, 6,84% số hộ từ chối trả lời hoặc không biết thông tin. Những ngày cuối năm, thời tiết diễn biến thất thường. Nguy cơ xảy ra dịch tả lợn châu Phi là rất lớn. Hiện tại Cả nước có hai đơn vị được cấp phép sản xuất và lưu hành tự do vắc xin dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, chi phí của loại vắc xin mới đang là trở ngại đầu tiên với người chăn nuôi, rất nhiều hộ chăn nuôi đang mong chờ nguồn vắc xin dồi dào với giá cả hợp lý. Nhằm đạt được điều đó, các địa phương cần được tháo gỡ vướng mắc về mặt cơ chế chính sách, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bộ đang lên kế hoạch bổ sung dịch tả lợn Châu Phi vào danh sách những bệnh phải phòng ngừa bắt buộc bằng vắc đây sẽ là căn cứ để các địa phương có kế hoạch sắp xếp kế hoạch, bổ sung nguồn kinh phí cho việc sử dụng vaccine này cho đàn lợn. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc, Bắc Giang 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Yên Bái 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Lào Cai 50.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Nam Định 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 51.000 đồng 1 kg. Phú Thọ 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Thái Bình 51.000 đồng 1 kg, Hà Nam 50.000 đồng 1 kg, Vĩnh Phúc 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Hà Nội 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg, Ninh Bình 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Tuyên Quang 51.000 đến 52.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Trung Tây Nguyên, Thanh Hóa 49.000 đồng 1 kg. Nghệ An 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 49.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 49.000 đồng 1 kg. Quảng Trị 48.000 đồng 1 kg, Huế 49.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 49.000 đồng 1 kg, Bình Định 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Khánh Hòa 48.000 đồng 1 kg, Lâm Đồng 50.000 đồng 1 kg. Bình Thuận 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Đắk Lắk 49.000 đồng 1 kg, Gia Lai 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Ninh Thuận 49.000 đồng 1 kg, giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 49.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg, Bình Dương 49.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Tây Ninh 49.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Long An 50.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 50.000 đồng 1 kg, An Giang 50.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 50.000 đồng 1 kg. Cần Thơ 50.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 51.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 50.000 đồng 1 kg, Tiền Giang 50.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu 50.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 49.000 đồng 1 kg, Bến Tre 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg, Sóc Trăng có mức giá 50.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Cà Mau có mức giá là 52.000 đồng 1 kg.